Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn có một cái câu chuyện như thế này nha. Có một cái con ếch, một cái đội ếch nó thi với nhau và nó thi nhảy cầu thang các bạn. Thì có rất là nhiều tiếng cổ vũ, có tiếng ngợi khen, có tiếng chửi bới, có tiếng bình luận này nọ. Khi mà nó nhảy lên, mọi người cứ nói: "Ôi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên." Và những người kia nói: "Thôi thôi, đừng có nhảy qua bên trái, nhảy qua bên phải." Và có rất là nhiều cái lời bình luận: "Qua bên phải thì hay hơn, đừng có nhảy qua bên trái." Khi mà con ếch nó nhảy, nó đang vượt chướng ngại vật, nó đang trong cuộc thi. Thì cuối cùng khi mà vượt qua tất cả những con ếch khác, thì có một cái chú ếch về đích. Thì khi mà chú ếch đó về đích, thì có người phóng viên chạy tới hỏi: "Chú ếch ơi, chia sẻ cho khán giả biết cái bí quyết thành công của chú ếch với." Thì con ếch nó trả lời như thế này: "Đó bạn." Cái xong chị phóng viên hỏi: "Ủa anh bị gì vậy?" Cái chú ếch nói: "Nó không có nói được và nó không có nghe được các bạn. Nó bị điếc và bị câm luôn." Đó. Qua câu chuyện này các bạn nhận ra được một cái bài học như thế nào? Bây giờ mình kể cho bạn nghe câu chuyện thứ hai nha. Cũng về con ếch luôn. Thì một cái gia đình nọ là bắt được một cái chú ếch ở ngoài đồng á. Thì bây giờ về luộc chú ếch này. Thì các bạn biết rồi, khi mà luộc ếch á, thì con ếch khi mà rửa sạch sẽ hết rồi á, không có giết liền. Thì bây giờ chơi chiêu khác là như đem lên lò nồi luộc luôn. Bắt được hai con, một con thì là đợi nấu nước sôi, xong rồi quăng con ếch vô. Quăng con ếch vô, con ếch nhảy ra liền các bạn. Quăng con ếch vô cái nồi nước sôi là nó nhảy ngược ra liền. Rồi nó văng nước văng tùm lum hết. Rồi con ếch thứ hai rút kinh nghiệm, không để vô nước sôi nữa mà để nước lạnh. Bỏ vô trong cái nồi nước lạnh. Bắt lên cái bếp, bắt đầu mở lửa lên. Mở lửa lên, bắt đầu cái bếp nó sôi từ từ, nó nóng dần lên, tăng nhiệt độ lên, nó nóng dần lên. Thì con ếch nó từ từ nó cảm giác ở trong đó rất là an toàn, nước lạnh mà, bắt đầu nó ấm lên và nó nằm ở trong đó nó thoải mái, đến khi nó bị luộc chín hồi nào nó không hay luôn các bạn. Đó, hai câu chuyện. Thì các bạn học được bài học gì qua hai câu chuyện này? Câu chuyện thứ nhất, khi mà bạn đi đến đích, khi bạn thành công á, thì bạn có những cái con ếch khác nó nghe người này nói nhảy qua bên trái, nhảy qua bên phải, nó nghe họ rồi họ nhảy qua bên trái xong nó trật khổ, nó rớt xuống, nó không thi đấu được. Và có những con ếch nghe người ta nói: "Thôi đừng có nhảy nữa, nhảy lên trên đó nó mệt lắm, có khi nó chết á, không còn sức nữa", thì nó bỏ cuộc giữa chừng. Thì bạn đi đến đích đấy các bạn, câu chuyện cuộc đời của các bạn là do chính các bạn quyết định. Cuộc đời mỗi người chỉ sống có một lần duy nhất. Nếu bạn nghe lời người thân các bạn, bạn nghe lời bạn bè của các bạn, thì cuối cuộc đời các bạn sẽ hối hận. Mình đảm bảo là một điều luôn, người nào mà nghe lời người thân của họ và nghe lời bạn bè của họ, thì cuối cuộc đời hoặc là ít ra là khoảng 1-2 năm sau, họ sẽ hối hận về cái quyết định đó của họ. Rất là nhiều người nói với mình, và mình đảm bảo điều đó luôn. Sau 1 năm thôi, mình rất là hối hận về mình nghe lời ba mình, nghe lời mẹ mình, và mình rất là hối hận nghe lời bạn bè của mình, để ngày nay mình bỏ không biết bao nhiêu thời gian và công sức ra, mình chẳng được làm được cái gì cho cuộc đời hết. Đó, cái câu này mình nghe nhiều lắm rồi. Thì cái sự thành công của con ếch trong câu chuyện thứ nhất á, cho các bạn một cái bài học gì? Khi bạn đi đến đích thì bạn nên bịt tai lại, bịt lỗ tai lại và shut up luôn, câm cái miệng bạn lại luôn, không nên nói với ai hết. Cho dù nó cô đơn, nó lạnh lẽo, nó rất là trống vắng thì kệ nó. Bạn cứ làm những điều bạn muốn đi. Bạn cứ ra bạn khởi nghiệp, bạn cứ ra bạn kinh doanh đi. Đến lúc bạn thành công rồi, lúc đó bạn hãy mở miệng ra mà nói với người ta. Các bạn thấy không? Ba mẹ thấy không? Hôm nay con có được những cái thứ như này là lý do con phải bỏ ra những cái năm tháng con đi học, năm tháng con chiến đấu, con đi ra ngoài kia con vật lộn, có khi là con ăn mì gói, có khi là con ở nhà trọ,
và có khi là có những đêm con không ngủ để mà được có cái thành quả của ngày hôm nay. Có khi là ba mẹ nói là phải đi làm cái công việc đó cho nó ổn định, nhưng mà thực chất cái ổn định đó nó sẽ không giúp con giàu và không giúp con thành công được. Lúc đó bạn mở miệng ra bạn nói những cái câu nói của bạn, những câu nói của bạn lúc mà bạn thành công là cỡ nào nó cũng đúng hết á. Còn những cái câu nói mà bạn khi mà bạn mới bắt đầu ra khởi nghiệp là không ai thèm nghe bạn đâu, có đó là cái sự thật, bạn phải chấp nhận điều đó. Khi mà bạn đã mở miệng ra bạn nói, khi mà bạn thành công rồi, là cái nói là miệng lưỡi của người giàu và người thành công là có dao có thép là vậy đó các bạn. Nghĩa là bạn đã thành công là bạn nói thì họ sẽ nghe. Còn khi mà bạn mới bắt đầu ra và bạn nói trời ơi, bây giờ con phải ra con khởi nghiệp, con phải khởi nghiệp rồi nè, không có ai tin bạn đâu và không có ai mà nghe lời bạn đâu. Bạn phải làm người ta thấy mới tin các bạn. Thấy nè, mắt thấy nè, trăm hay không bằng mắt thấy, một thấy à, trăm hay không bằng một thấy, chứ còn một lần thấy thì sẽ bằng trăm nghe không bằng một thấy chứ. Nghe nhiều rồi không cần, phải thấy, thấy mới tin được. Đó là như vậy đó. Bạn hãy làm sao cho người ta thấy, người ta tin, và lúc đó bạn nói gì cũng được. Đừng bao giờ nghe lời những cái người xung quanh mà đánh mất giấc mơ của các bạn, đánh mất cuộc đời của các bạn. Cuộc đời của các bạn chỉ sống có một lần, mà nếu bạn sống mà để sau này bạn nghĩ là bạn sống như vậy để cho người ta vui, sống để cho hài lòng những cái người khác, thì bạn không có phải sống cuộc đời của các bạn. Bạn đang sống cuộc đời của những cái người đó. Người đó mình để trong ngoặc là cái người mà cản cái giấc mơ của bạn. Và những người đó mình đặt tên cho họ là Dream Killer, những người giết chết giấc mơ, giết chết giấc mơ của bạn, giết chết giấc mơ từ trong trứng nước. Giết chết giấc mơ cũng là một cái sự tai hại cho cuộc đời của bạn. Rồi câu chuyện thứ hai, nếu bạn vẫn ngồi ung dung ở trong cái giống như con ếch số 2, nó nằm ở trong cái nồi nước và cảm giác là bạn đang nằm trong vùng an toàn. Khi bạn nằm ở trong vùng an toàn, bạn cảm giác nó rất là an toàn. Nhưng bạn đâu biết là nhiều khi người ta lại đốt lửa, người ta châm và người ta giết bạn hồi nào không hay, bạn không biết được đâu. Bạn bắt buộc bạn phải nhảy ra ngoài kia, bạn phải vượt qua vùng an toàn của bạn, chứ bạn ngồi ở trong vùng an toàn chết có ngày không bao giờ hay của bạn. Bạn cứ đi làm công đi, bạn cứ đi làm công đi, đi làm công. Đến một lúc nào đó bạn nói trời ơi sao tôi cũng làm công lâu quá vậy, làm công gọi là làm công nó ghiền luôn á, làm công hết năm này qua năm khác, hết tháng này qua tháng kia, làm công là dành cả tuổi thanh xuân đi làm công luôn các bạn. Không lẽ bạn muốn dành tuổi thanh xuân của bạn đi làm công à? Tuổi thanh xuân của bạn là phải ra biển lớn vượt vũ môn hóa rồng các bạn. Muốn như vậy bạn phải học kiến thức để bạn đi ra kinh doanh và đi ra khởi nghiệp, kinh doanh để không bị thất bại, kinh doanh để không bị mất vốn, kinh doanh để thành công, chứ không phải học để thành công, học để giàu. Đó là cái slogan của mình đó. Khi bạn đã học rồi thì thay vì bạn học để bạn thất bại, học để đi thành công, để đi làm công, thì tại sao bạn không học để bạn được thành công, không học để được giàu có các bạn? Tại sao bạn không suy nghĩ cao hơn một bước nữa? Tại sao không đi học để ra làm chủ mà đi học để làm công cho người ta? Vẫn biết học thì đi ra làm công 1-2 năm đầu để mình lấy kinh nghiệm thôi, sau đó là ngưng để mình ra làm chủ. Học cái đầu mình đã bỏ ra mấy năm học đại học thì tại sao mình nghĩ chuyện làm công không à? Có nhiều bạn mình rất là buồn khi các bạn học ra tới tiến sĩ rồi vẫn làm công thì mình không hiểu nổi luôn á. Bạn cực kỳ giỏi như vậy, có những người bạn của mình làm tiến sĩ nè, vẫn thích đi làm công. Và mình nói với mấy đứa nó, nói bây giờ mày hãy chia sẻ cách mày học giỏi cho những cái người khác đi. Tao tới tao phỏng vấn giúp mày, mày không cần xuất hiện cái mặt mày đâu. Mày cứ nói đi, tao cứ quay cái lưng mày cũng được, còn mày nói tao quay ở đâu cũng được, tao quay cái mặt tao cũng được, không cần phải mày quay cái mặt mày đâu. Tao cũng không có muốn mày lên cái kênh của tao đâu, mà mày chỉ cần nói cái cách mày học thì sao để cho mọi người biết, người ta rút kinh nghiệm, người ta học những kinh nghiệm của mày. Nó nói không, tao không muốn chia sẻ với ai hết á, tao chỉ muốn giữ lại cho riêng tao thôi. Đó các bạn, có những người người ta ích kỷ như vậy đó, người ta nói thôi tôi không muốn vậy đó, người ta chỉ muốn giữ lại cho họ thôi các bạn. Thì ok, anh cứ giữ cái cuộc đời của anh đi, giữ cái bằng tiến sĩ của ông đi, ông chẳng giúp được gì cho xã hội này hết, ông cũng chẳng giúp được gì cho vợ con của ông luôn. Ông học tiến sĩ giờ cho đã luôn, tự ông giúp được người này, giúp được người kia, giúp được anh chị em hay giúp được bạn bè nè, cuối cùng đâu giúp được ai đâu. Bản thân nó cũng xong nữa, làm việc thì đâu được có 80.000 một năm mà các bạn, còn thua mình cách đây 5 năm nữa đó. Đó thì mình hỏi, ủa chứ mày học tiến sĩ xong mày lại làm gì? Mày học tiến sĩ xong mày đi dạy cho người ta, để mày đi giúp đời. Mày học càng cao là phải giúp cho người ta càng nhiều chứ. Nếu mà người ta học ít, người ta không giúp được cho ai thì đó là do là người ta ít học.
không học cái trình độ học vấn của mày cao như vậy rồi mày không giúp được ai. Cả những cái thằng bạn của mình người nước ngoài mình cũng nói thẳng luôn các bạn, không có ngại gì luôn. Và có rất là nhiều ông tiến sĩ ở Việt Nam và có rất là nhiều ông tiến sĩ ở nước ngoài học cùng trường Swinburne với mình luôn. Mình hỏi cuối cùng tụi bay học ra cuối cùng mục đích của tụi bay để làm cái gì, học cho tiến sĩ để làm cái gì? Tụi nó cũng không biết nó học ra tiến sĩ để làm cái gì luôn. Vậy bây giờ mình có bằng tiến sĩ rồi, bây giờ mình làm cái gì? Tao đi làm công. Mày thấy mày làm công gì mà giúp được ai? Thì tao giúp ông chủ tao giàu chứ giúp ai giờ? Tao đi thực hiện giấc mơ của ông chủ. Bao giờ mày ra mày khởi nghiệp? Bao giờ mày ra mày làm những cái nghiên cứu gì đó của mày? Nó tao cũng biết bao giờ tao đang làm đó. Thế các bạn sống mà không có ngày mai, sống mà không có mục đích sống, sống không có cái cuộc đời của họ rất là vô vị các bạn. Họ có bằng này bằng kia chỉ để trang trí thôi, họ không có làm được gì cho cuộc đời hết. Thậm chí mình nói họ chia sẻ những bí kíp, bí học hỏi cách mình dư sức biết cái đó mà mình muốn mấy người đó người ta chia sẻ để họ giúp được cộng đồng. Giống như mình lên đây mình chia sẻ cho các bạn nè, mình muốn cái tư duy của các bạn nó thay đổi, mình muốn các bạn tiếp cận một cái nền kiến thức của nước ngoài, và mình muốn các bạn học được những cái tư duy khai phóng của người nước ngoài để giúp cho cuộc đời của các bạn nó thay đổi. Nếu mà cuộc đời các bạn nó không thay đổi thì bạn đi vô đây bạn coi để làm gì? Bạn tốn thời gian để bạn nghe mình chia sẻ như vậy. Mà nếu mà cuộc đời bạn không thay đổi được thì mình đã mất thời gian của mình rồi. Mình khẳng định một điều đó luôn. Nếu mình không giúp được các bạn thì mình đã mất rất là nhiều thời gian của mình để lên đây. Mình nói từ trái tim của mình. Mà các bạn không có thay đổi được thì thật sự là mình rất là buồn. Đó các bạn. Có những cái câu chuyện như vậy á. Mình rất là muốn những người bạn của mình để họ chia sẻ, nhưng mà thật sự họ không biết cách làm như thế nào, và họ cũng không có muốn, họ không có muốn cho người ta biết họ như vậy như vậy như vậy. Họ cũng không có chia sẻ được cái gì cho người khác. Thật sự khi họ học tới bằng tiến sĩ xong mình cũng không biết họ để làm gì luôn.